Nhận định sốc kèo Việt Nam vs Afghanistan giao hữu quốc tế. Nhận định Việt Nam vs Afghanistan giao hữu quốc tế 19 giờ ngày 1 tháng 6. Dự đoán kết quả sốc kèo Việt Nam vs Afghanistan. Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Afghanistan diễn ra lúc 19 giờ ngày 1 tháng 6. Nhận định Việt Nam vs Afghanistan. Huấn luyện viên Park Hang Seo gây bất ngờ khi loại một vài nhân tố chủ chốt như Tuấn Anh, Xuân Trường, Bình Vương để trao cơ hội cho những cái tên mới như Trong Ngọc Quang, Trần Đình, Khương nơi tuyển giữa. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng tiết lộ ông sẽ thử nghiệm chiến thuật mới cho đội tuyển Việt Nam và nhiều khả năng những thay đổi nhân sự trên nhằm hướng tới mục đích này. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng ý nghĩa cuộc đọ sức với Afghanistan không hề nhỏ. Nếu giành chiến thắng, đoàn quân áo đỏ sẽ tích lũy thêm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để huấn luyện viên Park giả soát nhân sự cho AFF Cup 2022 sắp diễn ra. Về cơ bản, ngoài một số sóng trộn ở tuyến giữa, hàng tiền đạo và hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn gồm những cái tên cũ. Bên kia chiến tuyến, Afghanistan cũng không sang Việt Nam để dạo chơi. Huấn luyện viên Ernest Tusker rất muốn tận dụng cơ hội làm nóng cho vòng loại ASEAN Cup 2023 diễn ra vào tháng 6 tới. Đáng chú ý, 25 cầu thủ của họ đều đang chơi bóng ở các giải đấu tại nước ngoài. Vì vậy, xét về thực lực, đẳng cấp, đại diện Trung Á vẫn ở dưới Việt Nam một bậc. Nếu không có bất ngờ xảy ra, đội khách khó nghĩ về chiến thắng. Dự đoán kết quả Việt Nam vs Afghanistan 2-1. Đội hình dự kiến: Việt Nam 352, Văn Lâm, Đình Trọng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Thanh, Hoàng Đức, Hồng Dũng, Quang Hải, Hồng Duy, Tiến Linh, Công Phượng. Afghanistan 442, Azizi, Amiri, Dezum, David, Huzin, Akbari, Juvati, Kaugia, Seham, Bopanjay, CST. Tỷ lệ cược Việt Nam vs Afghanistan: FT 0, 3, 4. Tài xỉu 21/4. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.